Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn cherry và tận tay hái những trái cherry đỏ, ngon ngọt và tươi từ trên cây. Ok, let's go. Sau một tiếng đồng hồ lái xe thì đây là vườn cherry. Mình đang đứng ở vườn cherry thì chủ vườn họ có làm những mấy cái túp lều như vậy để sau để mình đi hái cherry xong mình cân ký. Đó. Họ cho mình những cái thùng như thế này để mình vô mình hái cherry và mình đem. Còn đây là cherry thì một pound đó họ tính là 3,50 đồng. Một pound thì coi như là khoảng nửa ký, gần nửa ký của mình. Thẳng vô vườn cherry đây. Hai mọi người tí. Hôm nay thì là ngày chủ nhật nên cũng có khá nhiều người để đi đến tham quan vườn cherry.
trái không bà? Trái đỏ không? Đây tại vườn cherry. Trái rất là bự. Ngọt dễ sợ hay này. Wow, trái rất là bự á. Trái rất là bự và ngọt nữa. Wow. So big. Trái nó màu, nó chín nó đen, còn bên đây trái nó chín nó đỏ. Nó đỏ như thế này. Nhưng mà cái trái bên này thì nó không có ngon, nó không có ngọt như là cái trái cherry chín đỏ đen như bên này. Thường thì mình ăn cái trái cherry mà nó chín đỏ như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ ngon hơn. Nó ngon mà nó ngọt hơn. Nè. Như thế này. Đó. Còn bên đây là cherry màu đỏ, trắng đỏ. Thì ăn nó không, cái độ nó không có ngọt, nó chỉ chua chua lạt lạt thôi. Trái nó là như thế này. Thì có hai loại thì người ta thích ăn loại nào thì ta đi hái loại đó thôi. Đó, nó như thế này. Chùm luôn. Rất là ngon. Nhưng mà mình không thích ăn loại trái cherry loại màu này. Màu này thì nó không ngon lắm. Mình chỉ thích màu này thôi. Listen, I'll do all the heavy lifting because I have rồi. Đấy, xong rồi bây giờ ra tính tiền này, cherry. Ooh, pocket. Oh, go that way. Oh. Go this way. Oh. All these off for the 52.50. Okay, 52.50. 52.50. Out of 100? Yes. Hats, that's cute. Would that be called a hat? Oh, there's that. They call it a hat, yeah. No, not really. Is there another name for it? It's not a... Okay. Sau một ngày vật lộn với những trái cherry, bây giờ mình có được một thành quả là một bịch 15 pound là 55 đồng hả Honey? Năm mươi mấy? Dạ, 55 đồng. Một thành quả là một bịch cherry 55 đồng mang về. Ok, say bye bye cherry. Listen, show him the world. And see you next year, ok? Show him the world. Yeah. No, next year, maybe 2 years. Yeah, we done now. And open the trunk, Amanda. Kiếm này chắc dập hết quá anh. Kiếm này dập hết không? Kiếm này bóp bỏ vào, không có cái bóp. I know, right? Bỏ gì nó dập hết. Okay. Now, drive home. Sau một ngày làm việc vất vả và thu hoạch những trái cherry bự to đùng như thế này thì những tay mà công nhân